đây là nhà của anh Tùng. Trước sân còn nhuộm hồng sắc phao. Anh Tùng vừa cưới vợ được ba hôm. Tùng ơi, em nghe lòng mình rã rời tan nát. Đám cưới nhà ai đây rồi? Sắc pháo nào rơi cuối trời? Người về nhớ mãi không nguôi, ngày dài tiếc nuôi đơn côi. Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Gối chiếc mình ôm phút này, dĩ vãng còn ghi nhớ hoài. Lệ nào ướt má quen mi, buồn nào sánh với chia ly. Yêu nhau mà mong ước được gì? Hình nào khó nguôi, anh ơi ai hay đường đời nơi nào? Riêng em thương nhớ ôi buồn sao? Sắc pháo còn rời cuối đường. Bên nơi nào người về chiếc bóng đêm thâu, anh ơi thôi tan hơn mộng ban đầu. Kìa cô Hương, cô còn đến đây làm gì nữa? Đến để trả cho Tùng một bức thư. Một bức thư? Tôi nhớ tôi gửi cho cô nhiều thư lắm mà. Bây giờ cô chỉ trả lại cho tôi một bức thư này thôi à? Vì những bức thư trước Tùng đã hiểu được Hương, nên Hương xin giữ lại. Còn bức thư sau này, cô trả nó lại cho tôi. Vì tôi đã vạch trần được cái bộ mặt phũ phàng của cô rồi thì phải. Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy Hương đến đây là để xin anh hãy giùm nhận lại một bức thư. Tức là anh nhận lại lời cay đắng xót xa, để cho Hương được yên tâm. Hầu kéo dài kiếp người bác phân, bên cạnh cha mẹ già với đứa em gái dại khờ. Thôi thôi với tôi cô đừng dùng lời lẽ thiết tha, với em với mẹ với cha. Khi đã trót là một cô gái giang hồ thì muốn đời hương phân vẫn là lẽ sống của cô. Cô Hương, tất cả những thư từ mà tôi gửi cho cô đó, cái nào cô muốn xé thì xé, cái nào cô muốn giữ thì giữ. Vì tôi coi như là không có gửi cho cô một bức thư nào cả. Chào cô. Tùng à, em làm gì đó? Dạ. Ô kìa, có cô Hương đến đây nữa à? Chào cô Hương. Cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô? Dạ. Kìa, sao cô lại khóc? Còn lạ gì nữa,
khóc có cơm ăn, khóc để có quần áo mà mặc, khóc để có son phấn bôi lên môi lên má màu hồng tươi thắm đó chứ. Tùng em, em không nên dùng những lời nặng nề để miệt thị cô Hương, vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng mà. Bây giờ anh còn muốn binh vực cho cô ta nữa à? Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh. Sao? Vì anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng. Trời ơi, anh hai, có thật là như vậy không? Vì thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn tha thiết yêu Tùng. Nước mắt cô rơi theo từng bước gặp ngừng, nhìn cô Hương đi lòng anh sẽ thắt, nhưng vì lời trắng trối của mẹ cha. Tùng ơi, vì danh gia của gia đình ta, cho nên anh cắn răng buộc lòng phải yêu cầu cô Hương, nên vĩnh viễn phải xa Tùng. Cô Hương à, bây giờ đã xong xuôi mọi việc rồi, cô cố gắng nha cô Hương. Vâng, em sẽ cố gắng. Tùng ơi, chắc đây là lần chúng ta gặp gỡ sau cùng. Hương khuyên Tùng hãy ráng quên Hương, và Hương cũng ráng quên Tùng. Xa nhau, Tùng cho phép Hương giữ lại những kỷ niệm mà Tùng đã tặng cho Hương, và luôn cả bức thư này nữa. Vì bây giờ Tùng đã hiểu được Hương. Tùng ơi, đêm đêm Hương sẽ thắp nhang cầu trời Phật phò hộ cho Tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thì Hương mới được yêu. Tùng ơi, Hương sẽ vui sống với hạnh phúc của vợ chồng Tùng, trên bước đường phiêu bạc phong sương. Từ già anh hai, em vĩnh biệt anh Tùng. Hương ơi, trong khi Tùng cưới vợ để trả thù Hương, thì trái lại Hương tự hy sinh đem cả tương lai hạnh phúc mà dâng lại cho Tùng. Thật còn gì cao cả cho bằng. Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay Tùng nở nguyền rủa nhẫn tâm và kinh bỉ Hương. Hương ơi, nguyền rủa và kinh bỉ vì ta hiểu lầm nhau. Đớn đau thay khi ta hiểu được nhau, thì Tùng nay đã có vợ xong rồi. Thôi, Tùng hãy cố mà quên đi mọi việc cũ, ráng mà thương vợ cho gia đình êm ấm, cho anh hai vui lòng và Hương cũng vui nữa. Không, Hương ơi, làm sao mà Tùng quên được. Anh hai, em không còn lòng dạ nào mà thương ai nữa hết.
trời ơi, người hương như vậy mà anh cho là xấu xa. Anh ơi, xấu ở dị vãng không có đáng sợ đâu anh à. Có sợ là sợ ở hiện tại và tương lai kìa. Anh đi tìm khắp nơi coi, đâu có một người đàn bà nào mà cao đẹp như vậy. Không, tôi sẽ đi với Hương. Tùng sẽ đi với Hương. Hương ơi, chúng ta sẽ chung sống với nhau, dù trong mái tranh vách lá nghèo nàn. Tùng, em đã biết rõ mọi việc rồi. Anh cho em tự quyền định đoạt, nhưng em suy nghĩ cho chín chắn chuyện gì quan trọng để sau này khỏi hối hận. Cô Hương, xin cô hãy giúp cho Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần. Chào cô Hương. Hương, Tùng sẽ đi với Hương. Không, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng. Anh Tùng ơi, anh chuẩn bị xong hết chưa? Kìa, vợ anh về. Em Diệu. Dạ. Lại đây anh giới thiệu cho em nè. Trời ơi, chị hai, làm sao mà chị biết tụi em ở đây mà chị tới chị tìm vậy chị hai? Diệu, em... Diệu, chị nào vậy em? Ủa, vậy là anh chưa biết gì sao? Đây là chị The, chị hai của em đó. Hả? Chị ruột? Thì chị ruột, chứ chị gì? Trời! Trời đất ơi, anh làm sao vậy nè? Anh Tùng, chị hai, trời ơi sao mà, chị sao vậy chị hai? Ủa sao mà hai người xỉu một lúc hết trơn vậy nè? Rồi em làm sao? Anh Tùng, anh sao rồi anh Tùng? Anh chóng mặt em à, chắc anh bị trúng gió quá. Trời đất ơi, sao kỳ vậy nè? Còn chị hai, chị sao rồi hả chị hai? Chị thấy trong người chị như thế nào? Không, không sao đâu em. Chị gặp lại em, chị mừng quá. Cho nên... Sao mà hai người làm cho em lo quá hả? Rồi bây giờ sao? Thôi thôi, được rồi. Anh cũng thấy khỏe lắm rồi. Khỏe rồi. Anh khỏe thiệt rồi chưa? Chị hai, trong mình của chị bây giờ chị thấy làm sao? Chị khỏe chưa chị hai? Chị đã khỏe rồi em à. Chị đến thăm em một chút rồi chị đi nha Diệu. Không, không có được. Chị phải ở lại đây với em à. Anh à, anh mời chị ở lại đây đi. Anh không có nói tiếng nào hết trơn, làm sao mà chị hai ở lại? Thôi, cần gì dưỡng ba nói chị mới ở lại hả em? Chị gì? Coi anh đó, cái mặt gì đâu mà buồn hiu à, không có vui gì hết trơn à. Cười lên coi. Phải vậy chứ. Rồi sao nữa? Chị hai. Kêu chị hai thôi mà sao khó dữ vậy? Anh Tùng, anh năn nỉ giúp em, nói chị hai ở lại với em đi. Chị ráng ở lại cho vợ em nó vui lòng nghe chị hai. Mà thôi, chị đừng có ở lại. Chị ở lại đây á, có một mình em vui à. Còn anh không có vui đâu. Thôi, hai em đừng cãi nhau nữa. Chị ở lại đây với em đi nè. Chị hai, ở vậy mới vui chứ. Anh kỳ quá à. Diệu, ba má mạnh dội hả em? Dạ mạnh. Nhưng mà má buồn lắm. Mà nhất là cái hôm đám cưới của em, chị không có về, má khóc biết là bao nhiêu. À chị hai à, em có gửi thư cho chị mà chị có nhận được thư của em không chị hai? Chị đã dời nhà. Có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thư của em. Chứ nếu chị có nhận được thư của em, dầu biết em thành hôn với Dưỡng Ba đây, à mà không, dầu biết em thành hôn với ai đi nữa, thì chị cũng ráng về với em. Để
mừng ngày em xuất gia, cho vui lòng của ba má. Chỉ được nở mặt mày với lối xóm bà số trời biết nói sao hơn. Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Anh hãy nói số ngọn ngành mình, chớ đừng để sầu cho em. Đau đớn thay muốn gọi tên ai mà gọi chẳng nên lời. Anh Tùng Diệu ơi, em hãy nghe đây là sự thật. Không, không, sự thật chị hai đây là... Là gì? Chị đây là chị ruột của em. Không, Diệu, chị hai đây là... Không, không, tôi lại dựng ba mà. Chào hai em, tôi đi. Chị hai còn có biết bao sắc màu làm mây, người người vui bên mái ấm gia đình. Còn chu tiêu đâu là chiếc lá khô xanh,